Vâng, xin cảm ơn các bạn vì màn trình diễn rất tuyệt vời vừa rồi. Các thầy cô và các bạn có thấy điều gì đặc biệt trong tiết mục vừa rồi không ạ? Vâng, chắc hẳn là các thầy cô và các bạn đều nghĩ rằng là ban tổ chức đã thuê những vũ công nhí để về biểu diễn cho tiết mục vừa rồi. Nhưng Đức Trọng xin chia sẻ với các thầy cô và các bạn rằng là đấy chính là thế hệ F1 của các cựu học sinh niên khóa 1996-1999. Xin một tràng pháo tay dành cho các con ạ. Vâng, tiết mục vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 trở về mái trường xưa, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần 2 tri ân thầy cô. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với biết bao kỷ niệm. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, đây là lần thứ 2 khóa học sinh 1996-1999 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ tổ chức nội khóa. Và với nhiều bạn thì hôm nay cũng là lần đầu tiên các bạn được trở về ngôi trường yên dấu để gặp lại thầy cô giáo của mình và các bạn học thân thiết thuở nào. Trong niềm vui hội ngộ này, chúng em xin kính chúc các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, ý nghĩa. Chúc tình bạn khóa học sinh 1996-1999 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó. Cây có cội, nước có nguồn, chân lý đó không bao giờ thay đổi. Mái trường thầy cô đã dìu dắt, chắp cánh cho chúng em những kiến thức, chập chững ước những bước đầu tiên trong cuộc đời. Để hôm nay, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, chúng em cùng nhớ về mái trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, bạn cũ, lớp xưa, tri ân các thầy cô cùng chia sẻ với nhau những điều buồn vui trong cuộc sống, gắn kết những mối quan hệ. Đây chính là nhịp cầu giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời mang đến sự hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực để sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. Hôm nay, trong những cái bắt tay và những nụ cười rạng rỡ, chúng ta cùng nhau hội tụ về đây để tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Tham dự buổi gặp mặt hôm nay, chúng em rất vinh dự được đón tiếp quý thầy cô giáo ban giám hiệu, quý thầy cô giáo của khóa học sinh 1996-1999 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu cô Phạm Thúy Hằng, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng được giới thiệu thầy Lê Trung Tín, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Đăng Tặng, chủ tịch công đoàn nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các tổ chức đoàn thể, các thầy cô giáo, chủ nhiệm và các thầy cô giáo bộ môn cùng hơn 500 cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ niên khóa 1996-1999. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu bạn Nguyễn Thị Thu Nga, lớp V1, trưởng ban liên lạc hội khóa 20 năm ra trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ lên đọc diễn văn lễ kỷ niệm. Xin mời bạn. Tiếp em ấy. Phải cho ra dây ấy. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ xin gửi lời nhiệt liệt chào mừng tới các thầy giáo, cô giáo và các bạn đã tới dự buổi hội khóa gặp mặt tri ân thầy cô 20 năm ra trường trên chuyến tàu hẹn với thanh xuân. Kính thưa các thầy, các cô, thưa tất cả các bạn, thời gian trôi qua thật nhanh, 20 năm kể từ ngày khóa 96-99 tốt nghiệp ra trường. Hôm nay, từ khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta hội tụ về đây để ôn lại kỷ niệm xưa, khơi gợi lại trong nhau những hồi ức đẹp về tuổi học trò. Đặc biệt, chúng ta được gặp lại các thầy cô giáo cũ, những người thầy, người cô đáng kính, những người truyền lửa, những người đã cho ta trí ức thức ước mơ, hoài bão đi khắp mọi miền trong và ngoài nước để góp phần làm đẹp cho quê hương đất nước. Thật thiêng liêng, ý nghĩa và trào dâng cảm xúc. 20 năm tốt nghiệp ra trường, về đây ôn lại thân thương một thời, dẫu cho vật đổi sao rời, tình thầy nghĩa bạn suốt đời sáng trong. Mấy ngày nào, chúng ta còn là những cô cậu học trò ngơ ngác, lạ lẫm bước chân vào ngôi trường Nguyễn Huệ. Có bạn mới, bạn cũ, rồi từ lạ thành quen, từ quen thành thân, rồi trở thành tri kỷ. Bầu trời kỷ niệm buồn vui ấy là những lần trốn học, những lần lao động,
nhổ cỏ, dọn vệ sinh hay những lần đá bóng, cắm trại. Và có cả những rung động đầu đời mà nhiều bạn chưa kịp ngỏ đã bùi ngùi, cất gọn trong trí ký ức của một kỷ niệm khó quên. Tất cả đâu đó vẫn còn trong hành trang của mỗi chúng ta trên bước đường đời. 20 năm gặp lại nhau, trong ngày hội khóa này có rất nhiều bạn sau nhiều năm mới gặp lại, có những bạn 20 năm mới được nhìn thấy nhau, vài bạn chưa thể trở về do bận công tác. Có những bạn không bao giờ chúng ta còn được gặp nữa. Khi hỏi về nhau, lòng chúng ta như trùng lại. Nếu có phép màu, xin làm thời gian quay trở lại. Kính thưa các thầy, các cô, 20 năm trôi qua, chúng em được trở về đây thật vui mừng, tự hào về sự phát triển vượt bậc của nhà trường. Trước đây chúng em học tập tại ngôi trường cũ, cổ kính, khuôn viên nhỏ. Hôm nay chúng em trở về đây với địa điểm mới, khang trang hơn, rộng rãi và hiện đại. Khi đó, trường chúng ta là trường chuyên của tỉnh Hà Tây. Khi sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, thì trường chúng ta trở thành một trong bốn trường chuyên của thành phố Hà Nội. Là cựu học sinh, chúng em luôn dõi theo bước phát triển và thành công của nhà trường. Về thăm trường cũ hôm nay, chúng em không khỏi bồi hồi xúc động khi gặp lại các thầy cô, những người đã dìu dắt dạy dỗ chúng em trong suốt những năm học trò cấp 3. Chúng em không thể quên hình ảnh các thầy các cô vất vả chở chuyến đò niên khóa 96-99 chúng em. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe đã kém đi nhiều, mặc dù bận rộn công việc riêng, nhưng các thầy các cô vẫn cố gắng dành thời gian về tham dự buổi hội khóa để chúng em được gặp mặt, được nói lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy các cô. Tập thể học sinh niên khóa 96-99 trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Huệ xin bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới các thầy, các cô đã dạy dỗ và luôn dõi theo chúng em trong suốt chặng đường 20 năm qua. Thưa tất cả các bạn, sau khi chia tay mái trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Huệ, mỗi người chúng ta đều mang trong mình những ước mơ, những hoài bão, những khát vọng. Sau 20 năm giờ đây, mỗi người đã có những lối đi riêng cho bản thân. Có những người gặt hái thành công trong sự nghiệp quản lý, lãnh đạo nhà nước cấp cao, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế. Không ít bạn đã trở thành những nhà khoa học, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực. Bên cạnh đó, có những bạn tiếp nối các thầy cô trong bước đường sự nghiệp chồng người. Tuy vậy, vẫn có đâu đó những bạn nhọc nhằn lo toan cuộc sống, trăn trở lo lắng cho cuộc sống mưu sinh của mình. Có những bạn mang số phận không mong muốn khi mang cho mình trọng bệnh. Chúng ta cũng thật bùi ngùi và xúc động bày tỏ lòng tiếc thương khi có những bạn đã ra đi mãi mãi. Xin dành những cảm xúc chân thành nhất bày tỏ tiếc thương các thầy, các cô và các bạn đã không còn. Thưa các thầy, các cô, để có hội khóa ý nghĩa như ngày hôm nay, chúng ta xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám hiệu trường Trung học chuyên Nguyễn Huệ đã tạo điều kiện tối đa về không gian, địa điểm để tổ chức buổi gặp mặt này. Cảm ơn các bạn trong ban tổ chức, ban đại diện các lớp đã vất vả chuẩn bị để chúng ta có một buổi gặp mặt ý nghĩa. Cảm ơn các bạn ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã trở về đây trong ngày hội tụ. Đặc biệt để tạo điều kiện cho hội khóa được chu đáo, trang trọng, ban tổ chức nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các tập thể, các cá nhân trong khóa. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng và cảm ơn tất cả. Thưa tất cả các bạn, nghe thẳng thốt trong lòng về những ký ức 20 năm. Thời gian không đợi một ai. Và hôm nay, sau 20 năm gặp lại, ai ai cũng ít nhiều thay đổi. Đôi khi phải thoáng ngập ngừng, để rồi chợt nhận ra nhau trong niềm vui vỡ hòa. Dẫu có phải đi xa, dù chặng đường phía trước vẫn còn dài và còn những gian nan, nhưng các thành viên niên khóa 96-99 sẽ luôn hướng về ngôi nhà chung của niên khóa 96-99 chuyên Nguyễn Huệ. Nơi đây vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc để chúng ta hội tụ, chia sẻ và kết nối. Và khóa 96-99 xin hứa sẽ cố gắng giữ vững tinh thần kết nối, đoàn kết và phát triển. Lời cuối, xin dành đi mãi công ơn các thầy cô. Xin chúc các thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường cùng các bạn cựu học sinh niên khóa 96-99 chuyên Nguyễn Huệ dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc hội khóa 20 năm hẹn với thanh xuân trở thành dấu ấn đẹp, không phai mờ trong tâm trí mỗi chúng ta. Những giây phút thăng hoa cảm xúc để mai đây, khi trở về
với cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thêm một nguồn động lực cho năm tháng còn lại. Xin trân trọng cảm ơn.